Chào mừng các bạn đến với Bếp Búa. Hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện món canh của người Huế rất ngon và hấp dẫn, đó là canh mít non nấu với tôm và lá lốt. Để thực hiện món canh này thì đầu tiên cái phần mít non khi mua về á thì chúng ta phải để nguyên vỏ luôn, xong rồi sau đó là mới mang vào luộc. Thì luộc thì mình cho một tí xíu giấm với lại muối, khi mình luộc thì cho nó vừa chín tới thôi chứ không được chín luôn. Rồi sau đó cái đó thì mình sẽ cắt cái phần mít này ra và mình sẽ bỏ những phần vỏ cũng như là cái phần cùi cho chúng ta thái miếng vừa ăn. Sau khi sơ chế xong phần mít non thì đến phần tôm. Phần tôm thì Quốc đang sử dụng là 250g. Lột và mình lấy cái phần đầu này để mình giã nát ra, còn cái phần mình thì bóc nọ vỏ. Như vậy là Quốc đã lột xong cái phần tôm. Phần mình thì mình sẽ dùng một cái con dao bạn lớn mà mình đập dập. Rồi bây giờ cả phần mình và phần đầu tôm mình sẽ ướp vào đây. Đầu tiên là hạt tiêu, cái đến là phần ớt bột. Ớt bột mình cho vào tí xíu thôi, khoảng 1/8 thì cà phê thôi. Và một tí xíu muối, muối cũng cho vào khoảng 1/8 thì cà phê. Sau cùng thì một ít nước mắm khoảng 1/2 thì cà phê, để trộn đều cái phần thịt tôm lên. Với cái phần đầu tôm thì mình sẽ cho vào đây là một khẩu hành lý, và mình sử dụng một cái chày mà mình giã nát cái phần đầu tôm này ra. Các bạn thấy là khi mình giã nát phần đầu tôm thì nó sẽ ra được cái màu lạc tôm như vậy. Tí nữa mình sẽ xào cái phần đầu tôm thịt tôm lên và mình cho nước mình nấu canh thì cái màu nó đẹp, và thứ hai là cái phần nước mình nó thơm và nó ngọt. Bây giờ mình sẽ đặt một cái nồi lên bếp và mình cho vào trong nồi là 2 thìa ăn cơm dầu ăn. Tôi sử dụng là một cát tỏi và một củ hành, mình là thái lát mỏ. Rồi sẽ cho hết cái phần hành với tỏi vào. Phần hành với tỏi vừa vàng thì mình sẽ cho hết cái phần đầu tôm vào mình xào. Cái đó mình sẽ cho cái phần thịt tôm này vào xào luôn. Mình sẽ dùng một ít nước mình chán hết cái phần đầu tôm này, mình cho vào. Với định lượng là 1 lít nước thì Quốc sẽ cho vào đây là 1/2 thì cà phê mắm ruốc. Và mắm ruốc này là mình đang sử dụng là mắm ruốc mịn của Huế. Cái món canh này để ngon thì tôm mình bóc xong mình sẽ đập dập giống vậy, để nó vẫn còn giữ nguyên cái hình của tôm. Rồi khi ăn thì khi nấu lên thì con tôm nó mỏng, con tôm mình ăn mình cắn ra thì nước ngọt con tôm nó tiết ra rất là ngọt và rất là ngon. Rồi bây giờ Quốc sẽ cho vào đây là 1 lít nước. Cái phần nước này là Quốc dùng nước lạnh thôi chứ mình không cần dùng nước dùng, tại vì cái phần tôm nó đã quá đủ ngọt rồi. Khi mình cho nước vào nước sôi mình để khoảng 2 phút cho nó ra nước ngọt từ tôm, thì mình bắt đầu sẽ cho hết cái phần mít đã luộc sơ và đã sơ chế cắt miếng vừa ăn ra. Bây giờ Quốc sẽ nêm vào đây, Quốc sẽ cho vào là 1/2 thìa cà phê. Phần hạt đen Quốc sẽ cho vào là 1 thìa ăn cơm hạt đen. Sau đó chúng ta chỉ việc nấu thêm khoảng 2-3 phút cho phần mít nó chín thêm lần nữa là được. Còn phần rau nêm nêm vào của người Huế cho cái món canh mít nấu tôm này thì nó sẽ là lá lốt. Và lá lốt Quốc đang sử dụng là 5 lá. Khi mít chín mình sẽ cho 1/2 cái phần lá lốt này vào trong canh để cho nó ra mùi thơm. Và 1/2 còn lại khi là mình múc ra tô mình sẽ rắc lên trên, khi ăn thì mình trộn đều. Rồi mình sẽ cho một ít lớp một bên. Và sau cùng thì mình rắc một ít tiêu lên trên. Như vậy là món canh tôm mít non lá lốt của Quốc đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công với món này.